Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ thân thể Tiểu Long hóa thành tàn ảnh, tàn ảnh nhanh như thiểm điện bắn về phía trước. <laughs> Dòng chính huyền vũ chỉ là phế vật mà thôi, cút xuống dưới cho ta. Tiếng quát quanh quẩn trên không trung, trong vòng vây của mười một người này, hai tay tiểu long mang theo từng đạo quang trụ khổng lồ đánh về phía trước. Cơ hồ tất cả công tích trong nháy mắt và chạm, năng lượng cường hãn rùng động trực tiếp khiến cho không gian chung quanh đổ tung. Từng ngọn núi trong sơn mạch chung quanh bị san bằng. Thanh âm bảo liệt giống như tiếng sấm rền quanh quẩn trên không khơi làm kinh khí ngập trời quách tán. 12 thanh âm trầm thấp vang lên, thân thể 11 người kia trực tiếp bị đánh bay. Thân hình còn ở trên không trung, nhưng 11 người này ngay cả lập tức phun ra máu tươi. Thân thể sau đó hung hăng rơi xuống mặt đất, đập vào sơn mạch, hạp cốc, vách núi. Kinh khí chung quanh trong nháy mắt biến mất, chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt rung động, dưới một chiêu không ngờ 11 hộ pháp bát dài lại bị tiểu lòng đánh bay đi đây là dòng chính Huyền Vũ sao tất cả các người mở to mắt ra mà nhìn cho ta dòng chính Huyền Vũ các ngươi ở trước mặt ta chỉ là phế vật mà thôi Tiểu Long lạnh lùng nói ra trong thanh âm tràn ngập hàn ý làm can cái gì đại hộ pháp rùng động kinh hãi khi trước thực lực của đồng nghiệt xúc này còn chưa mạnh như hiện tại bên trong 11 một hộ pháp bát giai có hai bát giai trung kỳ còn có một người là bát giai trung kỳ đỉnh phong không ngờ lại không chịu nổi một kích của Tiểu Long là ổ Quy người cho rằng chỉ bằng vòng ngươi là có thể đối phó với ta sao. Lần trước ta đã lưu tình với người, nề mặt cha ta nên ta nhớ mới nhả tay với người. Lần này mặt mũi của cha ta đã bị người đạp đổ cả. Khi thanh âm vừa dứt, thân ảnh của Tiểu Long đã xuất hiện trước mặt người Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp hoảng hốt, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Cặp mắt to lớn nhìn Tiểu Long, thân thể khổng lồ lành động. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đổi, Hàn ý lập lòe thủ ấn trong tay biến hóa, một đạo quang mang quỷ dị lập tức tràn ra. Quang mang lập tức bao phủ người của Đại Hộ Pháp. Bàn thể khổng lồ của Đại Hộ Pháp tựa như một ngọn núi lớn, thế nhưng lại bị áp chế quỷ dị, cho nên căn bản không thể giải dụa. Cả không gian hơn ngàn thước chung quanh đều bị quang mang này bao phủ, bắt đầu vạn vẹo. Mạnh thật! Lục Tiêu Du chắp tay đứng gần đó, cùng với hai người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng nhìn nhau. Thực lực của Tiểu Long bây giờ không ngờ lại mạnh tới tình trạng như vậy. Đặc biệt là quang mang quỷ dị này, khiến cho ngay cả Lục Thiêu Du cũng cảm thấy run sợ. Có lẽ Tiểu Long ở bên trong huyền vũ điện đã nhận được chỗ tốt vô cùng lớn. Lão rùa già, tới phiên ngươi, yêu hoàng khí địa cấp ở trước mặt ta chỉ là phế vật mà thôi. Thanh âm Tiểu Long vừa dứt, thân thể lập tức xẹt qua không gian, không có một chút trở ngại nào đánh vào cái mai rùa lớn trên bàn thể của Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp sợ hãi, muốn dãy ruộng, thế nhưng lại không có cách nào thoát khỏi sự bao phủ của quang mang. Không phải người muốn xử trí ta sao? Thanh âm tiểu long vừa dứt, một đạo quyền ấn mang theo hỏa diễm màu vàng đột nhiên được đánh ra. Trước quyền ấn, không gian xuất hiện quang mang đen kịt, giống như một cái hắc động. Trong nháy mắt, hung hăng đánh vào phía trên mai rùa của đại hộ Pháp. Quyền ấn đánh xuống, một cốt lực lượng mạnh mẽ trực tiếp rút xuống. Phía trên mai rùa của đại hộ Pháp lập tức có vết sản nứt xuất hiện. Ngay cả đại hộ pháp bát dài hậu kỳ cũng không thể chống lại một quyền này của tiểu long. Phốc, phốc, đại hộ pháp bị trọng thương, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không phải người gọi ta là nghiệt xúc sao? Tiểu long lần nữa lên tiếng, lại nện xuống một quyền nữa rất mạnh. Phanh một tiếng, không phải người nói ta xúc phạm tộc quy sao? Phanh một tiếng, không phải ngươi là dòng chính huyền vũ sao? Phanh một tiếng, quyền này là ta thay cha ta đánh ngươi. Hàn ý trong mắt tiểu long ngập trời, mỗi một quyền đánh xuống, thì đại hộ pháp lại vun ra một ngụm máu tươi. Khi đánh xuống một quyền cuối cùng, bên trong máu tươi đã đẫn lộn một chút nội tạng vụn nát. Không phải tất cả mọi người đều nói lực phòng ngự cổ huyền vũ nhất tộc là thiên hạ vô địch sao, phế vật. Tiểu Long lần nữa đánh xuống một quyền, lực lượng mạnh mẽ trút xuống, khiến cho mai rùa trên đường đại hộ Pháp gần như bị nghiền nát. Trên mai rùa hư ảnh quy xà tương giao đã sớm bị phá hủy. Từng vết nứt xuất hiện, máu tươi tràn ra, tạo thành một cơn mưa máu dưới không trung. Đại hộ Pháp kêu lên thảm thiết, thế nhưng lại không hề rãy giụa. Giờ phút này, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của Tiểu Long, bắt đầu kiềng kỵ thật sâu. Lục phủ ngũ tạng trên có lẽ đã bị nghiền nát gần hết rồi. Cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm người của hộ Pháp đoàn lơ lửng trên không trung. Thế nhưng lại không có ai dám tiến lên nửa bước phía xa xa. Vô số người nhìn chăm chú vào cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi, nhìn vào cảnh tượng rung động trước mắt. Đại hộ Pháp không ngờ lại giống như con sâu cái kiến, không có lực hoàn thủ. Lão rùa già, không phải người muốn đối phó với ta sao? Sao lại bất động như vậy? Chân tiểu long đạp mạnh một cái, yêu nguyên trong tay tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo trào ấn, trực tiếp chụp vào cổ của đại hộ Pháp. Trào ấn đánh xuống, không gian vặn vẹo. Dừng tay, Tiểu Long mau dừng tay lại. Hai đạo thân ảnh lăng không nhảy ra, một nam một nữ. Hai người này chính là huyền kình cùng huyền doanh. Hai người xuất hiện, cảnh tượng xung quanh, bây giờ bốn mắt không khỏi nhìn nhau. <laughs> sao ta phải dừng tay? Các người không thấy bọn họ động thủ với ta trước sao? Tiểu Long nhìn hai người, cười lạnh rồi nói ra một câu. Tiểu Long, đại hộ pháp chính là trưởng lão trong tộc, dù sao cũng là đại hộ pháp đồng tộc của ngươi. Tân ảnh mềm mại của huyền doanh tiến lên một bước nhìn đại trưởng lão đang suy yếu lập tức nói với tiểu long đồng tộc sao nực cười lúc các người đối phó với ta các người có nhớ ta cũng là một thành viên trong tộc sao các người luôn miệng nói ta là nghiệt chủng nghiệt xúc hiện tại các người rơi vào trong tay của ta các người lập tức nói là đồng tộc chẳng lẽ các người không nghe thấy ta đã nói cắt đứt quan hệ với huyền vũ nhất tộc rồi sao tiểu long lạnh nhạt nói hai mắt đỏ rực trong mắt tràn ngập sự giận dữ sắc mặt truyền kinh huyền doanh biến đổi không phản bác được huyền kinh biến sắc trường báo trên người tùng Bày nói tiểu long chuyện cường ngươi dù sao cũng liên quan tới tộc quy đến lúc đó trong tộc sẽ có sắp xếp tộc quy ư ta quả thực muốn biết một chút nếu dựa theo tộc quy thì ta sẽ thế nào trào ấn của tiểu long nắm lấy cổ của đại hộ pháp ánh mắt mang theo sự giận dữ nhìn vào hai người huyền doanh cùng huyền kinh huyền doanh do dự một lát rồi nói dựa theo tộc quy người không đến xuất hiện cho nên cho nên ta phải bị tộc quy của các người xử tử phải không huyền doanh ngắt lời của huyền kinh rồi nói đúng là như vậy nhưng mà huyền doanh vội vàng giải thích ta muốn biết nếu như ta giết lão rùa già này thì sẽ như thế nào tiểu long không để ý tới huyền doanh mà lạnh ngạt hỏi nếu như người ngoài giết chết đại hộ pháp huyền vũ hoàng tộc nhất định sẽ khiến cho hắn thành tro bụi trực tiếp diệt tộc Huyền Doanh cắn môi nhìn Tiểu Long nói. Tiểu Long, thả đại hộ pháp ra, ta dùng thân phận công chúa huyền vũ hoàng tộc đảm bảo với người, chuyện này sẽ bỏ qua, các cười có thể bình yên rời đi. Nghiệt xúc, mau thả ta ra, bằng không cả huyền vũ hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho người. Đại hộ pháp giấy ruộng, máu tươi không biết là từ trong miệng chảy ra hay là bị Tiểu Long nắm cổ chảy ra, khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Lão rùa già, tới lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta sao? hàn ý trong mắt tiểu long chợt lóe một cỗ sát ý không thèm che giấu chợt bắn ra tiểu long không nên huyền doanh khẽ quát lên sắc mặt huyền kình đại biến thân thể lập tức lao thẳng về phía tiểu long đồng thời cùng lúc đó thân ảnh lục tiêu du cũng biến mất tại chỗ diệt lão rùa già này thì thế nào thanh âm của tiểu long vừa dứt trào ấn trong tay lập tức giết lại Quảng mang dưới chân lóe ra dẫm vào phía trên mài rùa bị nghiền nát của đại hộ pháp cùng một thời gian Cổ Đại Hộ Pháp trực tiếp bị bom nát thành hai đoạn, máu tươi chảy xuống, trong nháy mắt, cái mai rùa cực lớn cũng bị chia năm xẻ bảy, thân thể tan thành từng mảnh, hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Đại Hộ Pháp có nằm mơ cũng không ngờ tới, Tiểu Long lại có can đảm giết hắn, lại giết hắn trước mặt đông đảo tộc nhân Huyền Vũ Hoàng tộc. Nếu sớm biết như vậy, có lẽ lúc trước hắn cũng không hùng hăng can quấy như thế, chỉ tiếc lúc này có hối hận cũng đã không kịp nữa. Trời ơi, đại hộ pháp chết rồi. Không ngờ hắn lại có can đảm giết đại hộ pháp. Trong sát na, cả không gian giống như đình trệ. Tất cả mọi người đều nghẹn họng, nhìn trần trối. Dường như còn chưa tin được vào mắt của mình. Thân ảnh huyền kinh trong nháy mắt bắn tới. Một đạo trào ấn trong tay bắn về phía tiểu lăng. Lùi về đi. Thân ảnh lục tiêu du cũng đồng thời xuất hiện. Quang mang chợt lóe Trên nắm tay có một đạo hư ảnh kìm lòng bắn ra. Hai lực lượng va chạm quang mạc mạnh mẽ bắn ra, lục tiêu du cùng huyền kình đồng thời lùi về phía sau. Cùng lúc đó, trong không trung có từng đạo thân ảnh đáp xuống, thành ngầm xé gió trầm thấp. Người tuy rằng còn chưa tới, thì những khí thức đã khiến cho thân thể tất cả mọi người căng cứng. Rốt cuộc cũng không nhịn được mà xuất hiện rồi sao? Thân thể của lục tiêu du lảo đảo lùi lại, ánh mắt khẽ đổi, thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên cạnh người tiểu lăng. Không gian phía trước nhoáng lên, trong nháy mắt có từng đạo khí tức mênh mông từ trong gợn sóng tuôn ra. Tức thì, năng lượng trong thiên địa bị ảnh hưởng, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Là tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Giữa không trung, vô số ánh mắt đều sôi trào. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão rốt cuộc cũng đã đến. Tiểu Long này đã làm kinh động tới tộc trưởng cùng các trưởng lão. Ai cũng hiểu rõ, một khi tộc trưởng cùng các trưởng lão tới, tình hình sẽ không giống như trước nữa. Khi đó tình hình sẽ rất căng thẳng, áp lực lập tức bao phủ không gian, mọi người cùng chờ đợi. Giờ phút này, hơn 10 ánh mắt nhìn về phía trước, bọn họ nhanh chóng chạy đến đây, thế nhưng lại chậm mất một bước. Lúc này thân thể đại hộ Pháp đã hóa thành huyết vụ, rời xuống phía dưới. Một cương giả ba dài hậu kỳ trong tộc, cứ như vậy mà bị đánh chết, lại bị đánh chết ngay trong tộc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du Lục bây giờ chăm chú nhìn về phía trước. Trước mặt hắn lúc này, tổng cộng có 40 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện trong không trung. Tức thì, từng đạo khí thức hùng hồn quét tán, khiến cho phiến tiên địa này rung chuyển. Mạnh thật, ánh mắt của Lục Tiêu Du âm thầm trầm xuống, bốn vị đạo thân ảnh này đứng đó, trên người tỏa ra khí thức cường hãn, trực tiếp khiến cho năng lượng trong tiên địa biến hóa. Hiển nhiên những người này đều là cường giả chính thức của Huyền Vũ nhất tộc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chỉ tùy ý quét qua mọi người, rồi nhìn vào thân ảnh dẫn đầu. Người này mặc một bộ trường bào màu xanh, bộ dáng là một trung niên, thân thể to lớn mà cao ngạo, ngũ quan góc cạnh, đôi mắt màu đen sáng rùa giống như có thể đem cả không trung bào quát. Tuy rằng lăng công bình tĩnh đứng đó, thế nhưng trên người lại tỏa ra một cỗ khí thức hoàng giả, bễ nghệ thiền hạ, không thể che giấu. Nhíu mày một cái, lục tiêu du chỉ cần liếc nhìn là cũng có thể nhìn ra được người trung niên mặc trường bào màu xanh này chính là tộc trưởng huyền vũ nhất tộc. Tù vị của người này hắn không có cách nào nhìn ra được. Thế nhưng, khí tức không thể nghi ngờ, tuyệt đối mạnh hơn hai người huyền doanh cùng huyền kịch. Khi ánh mắt của lục tiêu du dừng lại trên người huyền cốt, thì huyền cốt cũng đã nhận ra. Ánh mắt sau khi nhìn qua đống hỗn độn chung quanh, lập tức nhìn về phía lục tiêu du, trong mắt truyền ra một loại chấn động không rõ. Loại chấn động này khiến cho lục tiêu du có chút thất thần. Ong một tiếng, một tiếng nổ mạnh, giống như tiếng sấm vang lên trong đầu. Lúc này lục tiêu du mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng biết được trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã bị người nọ làm cho ảnh hưởng. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, bởi vì thực lực của người này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Quảng màng từ trên kim đao màu vàng phóng ra, vừa rồi huyền cốt cũng tò mò về thực lực của lục tiêu du. Nhân loại này tiến vào huyền vũ điện mà không có việc gì, chỉ là hắn vừa mới dò xét đạo linh hồn lực của hắn vừa mới đi vào trong đầu, thì lập tức bị sụp đổ, cả thân thể rung lên. Thế nhưng chuyện này tất cả mọi người cũng không có ai phát giác. Nhân loại này có chút quỷ dị. Ánh mắt của huyền cốt khẽ đổi, nhìn qua lục thiêu du. Vừa rồi, hắn có cảm giác trong đầu lục thiêu du có một cỗ khí thức quỷ dị nào đó. Dưới cỗ khí thức quỷ dị kia, ngay cả dùng thực lực như hắn bây giờ, thế nhưng linh hồn vẫn phải run rẩy. Phụ thân, huyền doanh huyền kinh đi tới bên người huyền cốt, ánh mắt huyền kinh vẫn nhìn chăm chú vào trên người lục thiêu du. Bái kiến tộc trưởng, các vị trưởng lão, mọi người phía dưới hành lễ. Nghiệt xúc, không ngờ người lại dám làm cản trong tộc ta, còn dám giết đại hộ pháp. Ngày hôm nay, nhận định không thể tha cho ngươi. Sắc mặt của tất cả trưởng lão cơ hồ đều khó coi. Đại hộ pháp bị giết ở ngay trong bồn tộc, phần mặt mũi này đã bị mất hết. Muốn giết ta thì cứ tiến lên đi, ngày hôm nay các ngươi lên bao nhiêu thì ta sẽ thịt bấy nhiêu ta có chết cũng phải kéo theo các ngươi chôn cùng tiểu long nhìn đám người trước mặt sát ý trong mắt không chút che giấu mà tuôn ra hàn ý trở nên ngập trời bị ánh mắt lạnh lẽo của tiểu long quét qua phần đông trưởng lão không ngờ lại có cảm giác toàn thân lạnh lẽo huyền cốt nhìn về phía trước ánh mắt nhìn vào tiểu long thế nhưng trong mắt lại không có một chút chấn động nào <laughs> không dám đi lên à không phải tất cả các ngươi đều cho rằng mình là dòng chính của huyền vũ nhất tộc sao? Ánh mắt của Tiểu Long quét qua mọi người rồi đột nhiên quát to. Ta là nghiệt xúc thì các người tính là gì? Ai dám đi lên tìm chết? Có bản lĩnh thì tự mình tiến lên đi. Nghiệt xúc hung hăng can quấy. Một lão giả mặc áo lam rốt cuộc cũng không nhịn được, dẫn dữ tới tình trạng dẫn đầu ra tay. Yêu quyền trên người tràn ra, thân thể lập tức bắn về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, lão giả ao lam này xuất hiện cách tiểu long nửa thước bàn tay mạnh mẽ vung lên một tấm lượng màu lam câu dẫn năng lượng thuộc tính thủy xé rách không gian mang theo thành âm bạo liệt hung hăng đập về phía tiểu long từ thực lực như vậy có thể nhận ra tu vi của lão giả này chính là bát giai hậu kỳ thế nhưng cũng giống như đại hộ pháp kia ra tay không chút lưu tình phía dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người giờ phút này tiểu long nhìn thấy thân ảnh đang đánh tới trong mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo như băng, thân thể khẽ nhúc nhích. Lúc này thân hình lục thiêu du đột nhiên nhảy ra, hàn ý trong mắt lóe lên, tay phải đột nhiên đánh tới. Trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu tím hiện lên. Một cỗ khí tức hủy diệt mênh mông từ trong cơ thể hắn phù thiền cái địa tuôn ra. Muốn đối phó với tiểu long, trước tiên phải qua cửa ải của Tả cái đá. Tiếng quát vang lên, quang trụ trong tay lục thiêu du trực tiếp bắn ra thành âm giống như tiếng sấm vang vọng, từng đạo sấm sét giống như cự mãng màu tím tuôn ra. Những đời sấm xét đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. Sấm xét cùng trường ấn lập tức va chạm với nhau, không gian lập tức xuất hiện vô số động sâu. Viên nứt trong không gian bắn ra quang mang, khiến cho tim mọi người đập nhanh. Trong nháy mắt, bây giờ thân hình lục tiêu du bị đẩy lùi một chút, mà thân hình lão già áo lam kia cũng bị ngàn cản. Bàn chân mạnh mẽ đạp ra hư không, sau ba bước lục thiếu du mới ổn định được thân hình trong lòng có chút kinh ngạc tu vi của lão già này cũng cực kỳ cường hãn hắn bượn từ kim huyền lôi thế nhưng cũng không có cách nào làm gì được người này nhưng mà trong lòng lục thiếu du cũng không quá kinh ngạc dù cho thực lực của bản thể hắn hiện giờ thi triển từ kim huyền lôi quả thực không thể làm gì được yêu tú bát giải hậu kỳ huống chi con là huyền vũ nhất tộc không nghĩ tới ngay cả một nhân loại cũng định làm can ở huyền vũ hoàng tộc của chúng ta. Lão giả áo lam bị ngăn cản, người ta ra tay lại là một nhân loại khiến cho người này càng thêm giận dữ hơn. Là ta làm can hay là huyền vũ nhất tộc các người ép người quá đáng chứ? Lục Thiên Du lăng không mà nói. Nhân loại hèn bọn, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ thì làm sao? Trước mặt huyền vũ hoàng tộc chúng ta, ngươi chỉ là còn giàu cái kiến. Ngươi đã tới sai nơi rồi hôm nay nhất định người phải chết. Hàn ý trong mắt của lão giả áo lam bắn ra, chưa từng có một nhân loại nào dám hùng hằng can quấy trước mặt hắn như vậy. <laughs> hay cho một huyền vũ hoàng tộc. Lục Tiêu Du cười cười, ánh mắt âm trầm nhìn lão giả áo lam rồi nói. Vậy người định một mình đối phó với ta hay là toàn bộ huyền vũ hoàng tộc các người tiến lên? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn về phía toàn bộ trưởng lão huyền vũ hoàng tộc phía trước trong đó có một ít người có khí tức cường hãn mà lão giả áo lam này trong đám trưởng lão này chỉ có khí tức mạnh mẽ tầm trung mà thôi nhân loại nhỏ bé người quả thực đủ liều vụ tổn tứ trọng mà thôi thu thập ngươi một mình ta còn dư sức đấy lão giả áo lam lúc này cũng từ khí tức trên người lục thiêu du nhận ra tu vi của lục thiêu du một kích vừa rồi của lục thiêu du hắn cũng không quá để vào trong mắt nhân loại này chỉ biết dựa vào hai kiện thần khí trên người mà thôi trước thạch thất được năng lượng bao phủ thân hình huyền vũ vội vàng bắn tới mà nói nhị ca tiểu long đi ra rồi đi ra là tốt rồi một năm bốn tháng mười chín ngày đi ra là tốt thanh âm trong thạch thất có chút kích động cùng hưng phấn thế nhưng hiện tại đại ca cùng với tất cả trưởng lão đã tới đó có lẽ bọn họ sẽ không buông tha cho tiểu long nhị ca huỳnh theo đệ ra ngoài đi Huyền Vũ lên tiếng nói. Tam đệ, nhị ca cầu đệ một chuyện. Người trong thạch thất lại nói. Huỳnh hãy nói đi. Huyền Vũ đáp. Trên hạp cốc, không gian như rung chuyển. Thanh âm của lão già áo lam vừa dứt. Hàn y trong mắt bắn ra, bao phủ lục tiêu du. Trong không trung, mọi người không nói một tiếng nào. Sắc mặt tất cả trường lão đều khó coi. Thế nhưng bởi vì thân phận, cho nên mọi người đều kiềm chế. Đối phó với một hậu bối nhân loại, nếu như đồng đoạt ra tay, quả thực chính là mất mặt. Người gọi là lục tiêu du đúng không? thân mang từ lồi huyền định huyền thiên yêu tôn là gì của ngươi? huyền cốt nhíu mày nhìn lục tiêu du rồi hỏi. huyền thiên yêu tôn chỉ là một vị tiền bối mà ta kính trọng mà thôi. lục tiêu du trầm giọng nói. có lẽ huyền thiên yêu tôn có chút quan hệ với ngươi. lúc trước huyền thiên yêu tôn cùng một vị tiền bối trong tộc ta có chút ẩn oán nhỏ. huyền tích trưởng não chính là hậu nhân của vị tiền bối kia. Huyền tích ra tay cũng không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Huyền tích trưởng lão, ra tay đi, bắt lấy lục thiếu du này. Huyền cốt nhìn về phía trước rồi nói. Lão giả áo lam gọi là huyền tích nghe vậy, bàn chân đạp mạnh hư không rồi bước ra, hai tay nắm chặt, yêu nguyên trên tay tuôn ra. Ánh mắt nhìn lục tiêu du lạnh đồng nói. Nhân loại, ta sẽ để cho người biết, cho dù ngươi có hai kiện thần khí thì cũng không có tư cách hùng hăng can quấy trước mặt của ta. Ai dám đi lên? Tiểu Long quát kẽm một tiếng, thân ảnh xuất hiện bên người Lục Thiêu Du. Tiểu Long, người nọ đã chỉ đích danh ta, đệ cứ giao cho ta. Lục Thiêu Du mỉm cười, ý bảo Tiểu Long cứ lùi xuống. Tiểu Long lập tức lùi sang một bên. Tiểu Long biết mình ở trong huyền Vũ Điện nhận truyền thừa một năm bốn tháng mười chín ngày. Lão Đại đã ở trong thiền trụ giới hai mười tám năm. Trong thời gian dài như thế, sợ rằng thực lực của Lão Đại đã tới tình trạng khủng bố. Nhìn thấy Tiểu Long lui ra, Lục tiêu du xoay người lại, lạnh nhạt nhìn qua chúng cường giả của huyền vũ nhất tộc, lại nói. Vốn ta cho rằng huyền vũ hoàng tộc cũng không kém, xem ra ta sai rồi. Theo ta thấy, huyền vũ hoàng tộc nhiều nhất chỉ là một đám người bảo thủ mà thôi, tự cho rằng mình có thân phận rất cao, chỉ biết tự lừa mình dối người mà thôi. Lục tiêu du vừa mới nói xong, đông đảo trưởng lão trên không trùng biến sắc. Hai người huyền kinh huyền doanh nhìn phụ thân, nhìn thấy phụ thân không có phản ứng gì, hai người mới đành tiếp tục nhìn về phía lục tiêu du. Sắp chết tới nơi mà còn kiêu ngạo như vậy, không biết tự lượng sức mình. Huyền tích trầm giọng rồi nói, quyền ấn mang theo yêu nguyên tràn ngập, xé nát không gian, đánh tên lục tiêu du. Yêu thú ba trai hậu kỳ, gần tới trung kỳ, so với bạch linh tuyệt đối không kém. Ngay cả nhân loại, vũ tồn bát trọng, gặp phải yêu thú như vậy, cũng phải đi đường vòng. Mà lúc này, huyền tích này lại không có lưu tình một chút nào cả. Công kích kinh nhân, vừa mới đánh ra đã khiến cho không gian phòng vận biến sắc. Lục Tiêu Du bình tĩnh nhìn qua quyền ấn đang đánh tới, quanh thân lập tức được thanh linh khải giáp bảo phụ, không có ý tứ né tránh. Ngay lúc này, quanh thân hắn cũng xuất hiện quang tráo năm loại thuộc tính, năng lượng năm loại thuộc tính bang bạc nhanh chóng hội tụ. Quyền ấn xé rách không gian, hùng hằng xẹt qua không gian, sau đó đánh vào trên năm vòng quang tráo thuộc tính của Lục Tiêu Du, quang mang bắn ra bốn phía nhìn thấy lục tiêu du không thì triển thần khí chạy trốn ngược lại còn bố trí phòng ngự muốn trực tiếp chống lại công kích không ít cường giả huyền vũ nhất tộc cười lạnh một vũ tôn tứ trọng dựa vào thần khí trên người có lẽ còn có chút bổn sự thế nhưng chỉ dựa vào thực lực bản thân thì làm sao có thể chống lại huyền tích trưởng não ngay cả vũ tôn bát trọng của nhân loại một khi gặp phải huyền tích trưởng não cũng tuyệt không dám trêu chọc mà lục tiêu du này chỉ có tù vì vũ tôn tứ trọng sợ rằng tu luyện thêm 50 năm nữa cũng không có cách nào chống lại tồn cấp ba trọng. Một quyền của huyền tích đánh xuống, đạo quang tráo thuộc tính đầu tiên trong nháy mắt bị phá vỡ. Sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bốn đạo quang tráo thuộc tính trong nháy mắt bị phá tan. Thế nhưng trong lúc vô hình, quyền ấn ngày càng trở nên chậm chạp. Khí tức cũng phai nhạt không ít. Mỗi khi phá tan một đạo quang tráo thuộc tính thì dường như quyền ấn cũng mất đi lực lượng vạn quân. Chỉ trong chốc lát, đạo quang tráo thuộc tính thứ năm chỉ rằng có được một lát rồi bị đánh nát. Linh vũ quyết. Một tiếng quát ẩn chứa hàn ý nồng đậm trong nháy mắt từ trong miệng của lục tiêu du truyền ra. Cả không trung giờ phút này có năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ thành một đạo trường ấn khổng lồ. Phía trên trường ấn, một cỗ linh hồn uy áp mạnh mẽ truyền ra. Trường ấn này xuất hiện, cả không gian lập tức run lên xung quanh trường ấn xuất hiện không ít khe đất không gian. Tành thế khủng bố như vậy khiến cho sắc mặt không ít cường giả biến hóa. Trong nháy mắt, bình tĩnh, huyền cốt bây giờ cũng có một tia chân động. Vũ khí địa cấp cao dai sao? Uy thế bất phàm có thể thúc giục ra vũ khí địa cấp cao dai cũng đủ chứng minh người này bất phàm rồi. Vũ khí này dường như có chút quỷ dị. Lục tiêu du này tự mình muốn chết. Tuy rằng có chút bổn sự, thế nhưng ở trước mặt huyền tích trường não thì còn chưa đủ bản sự. Trong đám trưởng lão có mặt, bắt đầu có tiếng nghị luận trầm thấp truyền ra. Quay mắt nhìn về phía một trưởng lão của lục tiêu du, một trưởng ấy huyền tích cũng không thể vào trong lòng. Quyền ấn không có chút do sự va chạm, không có một chút đình trệ nào trực tiếp đánh vào một trường của lục tiêu du. Trường quyền va chạm vào nhau, không gian chung quanh trực tiếp bị nghiền nát, vết nứt không gian đen kịt hiện lên, cả không trung run rẩy một cỗ kinh khí kinh khủng trực tiếp hóa thành cơn lốc đột nhiên quét tán ra chung quanh. Mọi người nhìn vào, trường ấn của lục tiêu du lập tức bị đánh nát, thân thể của hắn cũng bị đẩy lui. Chỉ đã trong lúc bị đẩy lui, khóe miệng lục tiêu du lại nở nụ cười lạnh. Vũ tồn tứ trọng mà dám chống lại huyền tích trưởng lão, nhân loại này quả thực không biết sống chết. Nhìn lục tiêu du bị đẩy lùi, trên vạt không ít trường lão hiện lên vẻ khinh thường. Thế nhưng một màn khiến cho mọi người sợ hãi xuất hiện ngay khi trường ấn của lục tiêu du bị đánh nát thì đột nhiên có một tàn ảnh trường ấn bắn ra lúc bây giờ bên trong tàn ảnh trường ấn này có một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra đây chính là một đạo tàn ảnh của trường ấn bình thường bên trên tràn ngập khí thức khủng bố cực đoan chỉ cần nhìn vào trường ấn cũng khiến cho linh hồn kinh hái trực tiếp run rẩy tàn ảnh trường ấn phá không đánh về phía trước trong nháy mắt hùng hăng vỗ vào trên người của huyền tích trưởng lão linh hồn lực bàng bạc lập tức rút xuống, cơ thể của huyền tích trường não. Linh hồn công kích ẩn chứa bên trong công kích thuộc tính thổ ư. Chẳng lẽ đây là thiên phú của linh vũ song tu sao? Trong nháy mắt này, mọi người sợ hãi thẩm than. Bên trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn. Cả hai hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, tuyệt đối kinh khủng. Quan trọng nhất là linh hồn công kích chính là công kích khiến cho tất cả mọi người cực kỳ kiêng kỵ. Trong lúc thân thể bị đẩy lùi, Lục Thiếu Đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung, thì mới có thể ổn định lại thân thể, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, thế nhưng cũng không có chuyện gì quá lớn. Bản thân của hắn chỉ có tu vi Vũ Tôn tứ trọng, thực lực bản thể ở trường Vũ Tôn lục trọng. Dưới sự phòng ngự của năm loại thuộc tính, công kích của Huyền Tích đã yếu đi không ít, hơn nữa lại còn chống lại một trường của hắn, lực lượng thân thể dưới đất bất diệt huyền thể cùng với thanh linh khải giáp, khiến cho lục tiêu du bình yên vô sự, không có việc gì. Thân thể ổn định, lục tiêu du lạnh lẽo nhìn về phía trước. Vừa rồi linh hồn công kích kia, hắn cũng không lưu tình. Cường độ mạnh mẽ của linh hồn công kích cũng đủ để cho huyền tích này đẹp mặt. Linh hồn công kích đánh tới, huyền tích ngây dại, lục tiêu du cười lạnh, không có một chút đình trệ nào. Bàn chân đạp mạnh hư không, quang mang màu trắng chợt lóe, thân thể kéo theo một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía trước lĩnh ngộ thuộc tính phong phối hợp với phủ quang lược ảnh tốc độ nhanh tới mức tận cùng giống như thuấn di vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt huyền tích cánh tay đồng thời run lên nằm ngón tay nắm chặt lại lục kia du thi triển lòng ảnh tí cánh tay mang theo kim quang đánh ra hung hăng đánh vào trên lồng ngực huyền tích bên trong kim quang có thanh âm giống như rồng ngâm vang lên lúc này huyền tích mới khôi phục lại nhưng mà rõ ràng hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng linh hồn công kích bàng bạc trong đầu khiến cho hắn ăn không ít đau khổ mới có thể chống lại. Thế nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa. Một đạo quyền ấn đã đánh vào trong cơ thể hắn. Huyền tích trực tiếp bị đẩy lui. Trong nháy mắt, khi bị đẩy lui, lập tức hóa thành bàn thể khổng lồ. Quang mang màu xanh bắn ra, thân thể to lớn xoay quanh không trung. Một đạo long ảnh tí của lục tiêu du dường như cũng không tạo thành tổn thương bao nhiêu cho hắn. Lực phòng ngự quả thực khủng bố. Lục tiêu du thầm nghĩ huyền tích không ngờ dưới một chiêu của mình đã phải hóa thành bản thể năng lượng thuộc tính thủy quanh thân chấn động trong giây lát một đạo quang cầu màu xanh ra trời từ trong miệng hắn xuyên thủng không gian nhanh như thiểm điện bắn về phía lục tiêu du tốc độ quá nhanh giống như tỉa chớp quang cầu màu xanh trực tiếp đập vào trên người lục tiêu du gợn sóng trong không gian thoáng lên thân thể lục tiêu du giống như gợn sóng bình thường trực tiếp bị nghiền nát không ngờ lại là tàn ảnh tốt nhanh lắm giữa không trung sắc mặt của không ít trưởng lão chợt biến hóa trong lúc vô tình lại coi trọng lục tiêu du thêm một phần huyền tích nhìn tàn ảnh của lục tiêu du bị nghiền nát ánh mắt không khỏi biến hóa lục tiêu du này cũng không giống như vũ tôn tứ trọng bình thường công kích của vợ rồi của hắn vô cùng ngay cả vũ tôn lục trọng bình thường cũng khó có thể chống lại tốc độ của người dường như quá chậm trong lúc ánh mắt huyền tích biến hóa thân ảnh lục tiêu du đã hiện lên sau lưng huyền tích huyền tích biến sắc mặt, thân thể khổng lồ xoay quanh, khí tức lập tức tập trung trên người của lục tiêu du. Hai con mắt lớn mang theo sát ý, hung hăng nhìn vào lục tiêu du, thuộc tính thủy vô thiên cái địa lan tràn. Thân thể khổng lồ trực tiếp phóng về phía lục tiêu du. Tiếp đó trong miệng của huyền tích có một tấm lụa màu xanh bắn ra, không gian rung lên, một cậu uy thế mạnh mẽ ập xuống, tấm lụa màu xanh mang theo gợn sóng cuộn cuộn. Trong giây lát, cả không gian giống như bị đóng băng, khi tức lạnh lẽo khiến cho gợn sóng rung động đột nhiên lan tràn về phía lục tiêu du lục tiêu du nhíu mày quay miệng đờ nụ cười lạnh cùng lúc kết thủ ấn từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua trên không trung thời không lao ngục lục tiêu du khẽ quát một tiếng một đạo quang mang chói mắt từ trong tay bắn ra thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn trực tiếp bao phủ không gian chung quanh dưới tác dụng của lực lượng thời gian gần sóng trong không gian bị đồng hóa ngay cả bản thể khổng lồ của huyền tích cũng bị bảo phủ. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc lặng lẽ hội tụ, một cỗ linh hồn lực mênh mông dung hợp với lực lượng thời gian và không gian, trong khoảnh khắc rút xuống trùng quanh. Đồng thời, thời không lao ngục và không gian bị đóng băng của huyền tích và chạm với nhau, hai cỗ lực lượng đều đóng băng không gian của mình. Ồ, bị thời không lao ngục của lục tiêu du rút xuống, ánh mắt của huyền tích khẽ đổi, bên trong không gian khủng bố này trừ lực lượng lạnh léo đóng băng giống như của hắn ra, thì còn có lực lượng không gian quỷ dị cùng với lực lượng linh hồn và còn có một loại lực lượng dường như có thể làm ảnh hưởng tới thời gian. Công kích quỷ dị như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Phá cho ta, huyền tích tuyệt đối không phải là kẻ yếu, yêu hoàng khí toàn lực phòng ra. Công kích quỷ dị này tuy rằng khiến cho hắn chịu ảnh hưởng yêu quyền thuộc tính ngập trời, cầu dẫn năng lượng phù thiền cái địa kéo tới, toàn thân của hắn lập tức được quang mang trói mắt bao phủ hư ảnh quỳ xà tương giao trên lưng chợt vé lập tức thời không long ngục của lục tiêu du dường như yếu thế hơn một bậc bắt đầu bị huyền tích đẩy lui sắc mặt của lục tiêu du trầm xuống khoe miệng nở nụ cười quỷ dị thản nhiên nói thủy sinh mộc thanh âm vừa dứt chân khí thuộc tính mộc bàng bạc phù thiên cái địa tuôn ra không chết thuộc tính mộc trong không trung tràn vào trong thời không đao ngục thuộc tính thủy trong nháy mắt ngắn ngủi năng lượng thuộc tính mộc trót vào bên trong thời không long ngục lập tức đình trệ một cỗ năng lượng thuộc tính mộc dung nhập vào bên trong năng lượng thuộc tính mộc và thủy lập tức cuồn cuộn một giây sau năng lượng thuộc tính thủy dung nhập vào trong năng lượng thuộc tính mộc rồi biến mất không thấy gì nữa trong giây đát khí thức tăng vọt uy năng trực tiếp tăng lên gấp đôi khí thức bàng bạc tràn ra không trung run rẩy không ngừng quang mang màu xanh bắn ra khi thức thuộc tính mộc trực tiếp ăn mòn yêu nguyên, huyền tích bây giờ có cảm giác yêu nguyên trong cơ thể mình lặng lẽ tiêu hào. uy năng trong không gian quỷ dị của đối phương đột nhiên tăng lên gấp đôi, khiến cho hắn không thể tiến lên nửa bước. sưu sưu uy năng của thuộc tính mộc bên trong thời không đào ngục tăng lên, năng lượng thuộc tính mộc dung hợp với nhiều loại năng lượng rút xuống, huyền tích chỉ có thể đau khổ chống đỡ, dùng thực lực một mình hắn, huyền tích không có có thể chống lại nhưng mà công kích này quá mức quỷ dị khiến cho hắn khó lòng phòng bị tâm thần có chút rối loạn mọi người phía dưới nhìn thấy hai người trên không trung rằng co ai cũng không thể làm gì được đối phương thế nhưng lục tiêu du có thể chống lại huyền tích trưởng đáo cũng đủ để khiến cho mọi người rùng động sau mặt của huyền tích kinh hãi hắn không ngờ bản thân của mình là thành viên của huyền vũ hoàng tộc bát giai hậu kỳ lại không thể làm gì được một vũ tồn tứ trọng là hắn quá yếu hay là lục tiêu du này quá mạnh mẽ. Huyền vũ nộ. Huyền tích không có cách nào làm gì được lục tiêu du. Miệng tức thì hét lớn một tiếng. Trên bài rùa đột nhiên có hư ảnh cự thú hiện lên. Quỳ xả tường rào, giống như vật còn sống, mang theo uy áp cực lớn. Cô khí tức kia lặng lẽ lan tràn, khiến cho không gian vạn vẹo. Gợn sóng trong không gian trực tiếp lan tràn về bốn phía. Không ngờ, huyền tích trưởng lão cũng thúc giục thiền phú công kích của bộ tộc từng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía trước. dây huyền vũ nộ, cơ hội tất cả thành viên huyền vũ hoàng tộc có tù vị không đủ đều bị áp chế từ linh hồn và huyết mạch. Người thực lực thấp trực tiếp phủ phục dưới mặt đất không dám nhúc nhích. Lục thiếu du này quả nhiên vô cùng mạnh. sắc mặt không ít trưởng lão đại biến, không ngờ lục thiếu du này lại ép huyền tích trưởng lão thúc giục thiền phú công kích, quả nhiên quá cường hán. Hư ảnh khổng lồ lập tức đụng vào phía trên thời không nào ngục, khiến cho thời không lao ngục run dậy. Hư ảnh khổng lồ trực tiếp chui vào bên trong thời không lao ngục. Ở bên trong huyền vũ nộ, một loại công kích quỷ dị trực tiếp xuyên thấu thời không lao ngục, khiến cho thời không lao ngục căn bản không thể tạo ra sự ngăn cản hữu hiệu. Công kích quỷ dị này trực tiếp tiến vào trong cơ thể lục thiêu du, khiến cho huyết dịch cùng với linh hồn bành trướng, mà ngay cả linh hồn cùng chân khí dường như đều sắp bị đóng băng, quỷ dị tới mức tận cùng. Đối với loại lực lượng này, Lục Tiêu Du đã nếm thử qua khi huyền doanh thúc dục huyền vũ nộ. Lực công kích này tuy rằng quỷ dị, thế nhưng hắn có kim đao màu vàng cho nên cũng không ngại, cũng không để ý quá nhiều. Lục Tiêu Du lại không khó phát sát ra trên phương diện tu vi. Tuy rằng tu vi của huyền tích dịch cao hơn huyền doanh, thế nhưng trên phương diện thực lực không nhất định có thể mạnh bằng huyền doanh. Quan trọng nhất là uy đăng ký thúc dục huyền vũ nộ rõ ràng không bằng khi huyền doanh thúc dục ra chuyện này sợ rằng có quan hệ với yêu hoàng khí của huyền vũ nhất tộc trong nháy mắt khi linh hồn trong đầu lục tiêu du chịu đau đớn như bị đóng băng quang mang trên kim đao màu vàng tuôn ra công kích quỷ dị bên trong huyền vũ nộ khiến cho linh hồn bị ảnh hưởng lập tức bị kim đao màu vàng càn lại bên ngoài mà trong người điện mang màu tím từ trong đan điển tuôn ra đem công kích quỷ dị này ngăn lại lục tiêu du ngẩng đầu nhìn về phía trước thời công lao ngục đang từ từ đẩy lùi hư ảnh của huyền vũ nộ. Dù sau hơn 20 năm lĩnh ngộ trong tiền trụ giới của hắn, cũng không phải là để không. Trong khoảnh khắc, năng lượng thuộc tính hỏa tiến vào bên trong, năng lượng thuộc tính mộc, thuộc tính hỏa cuồn cuộn. Ngày sau đó, năng lượng thuộc tính mộc biến mất, dung nhập vào bên trong năng lượng thuộc tính hỏa, rồi biến mất không thấy đầu nữa. Khí tức tăng vọt, uy năng trong thời không đào ngục, lần nữa tăng lên. Trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính mộc biến mất, không thấy gì nữa. Bên trong thời không lao ngục, đột nhiên tràn ngập hỏa diễm ngập trời, bắn ra năng lượng đỏ rực, cuồng bạo mà đáng sợ. Năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc trong sát nào hội tụ, đốt cháy cả không trung, tạo thành từng vết nứt đen kịt trên không trung, trực tiếp đốt cháy ảnh quỷ xả tường giao của huyền vũ nộ. Từng đạo gợn sóng trong không gian bị nhuộm màu đỏ rực, hư ảnh huyền vũ nộ bắt đầu phai nhạt, thế nhưng vẫn còn có thể chống đại. Thủy sinh mộc mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục tiêu du thẩm quát trong lòng, tiếng quát vừa dứt trong sát na nà này, quanh thân lục tiêu du có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ rót vào trong thời không lao ngục. Thời không lao ngục rung lên, hỏa diễm nóng bỏng biến mất không thấy đâu nữa, mà một cỗ năng lượng vô hình đã kéo lên tới tình trạng khủng bố. Mà bên trong thời không lao ngục, trong chốc lát có năng lượng thuộc tính thổ nặng nề bàng bạc tràn ra, không gian dường như mất đi trọng lượng năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ, cả không trung như là cứng lại. Một cỗ linh hồn lực mênh mông cùng với lực lượng thời gian và không gian rít gào trong thời không lão ngục. Uy năng thật mạnh. Tự nhân loại này thì triển thuộc loại công kích nào. Mỗi một lần chuyển đổi thuộc tính thì uy năng lại tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ đây là vũ khí thiên cấp sao? Thế nhưng dường như cũng không phải. Dường như huyền tích trưởng lão sắp không chống lại được rồi. Uy năng của thời không đào ngục được kéo lên khiến cho tộc nhân của huyền vũ nhất tộc khiếp sợ. Năm người huyền vũ nhất tộc cũng không đoán sai. Mỗi một, một lần thời không lao ngục chuyển đổi thuộc tính, thì uy năng đều tăng lên gấp đôi. Đây cũng là chuyện ngoài im muốn, mà khi trước lục tiêu du lĩnh ngộ thành công mới nhận ra được. Trong lúc này, lục tiêu du thử đem lĩnh ngộ đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc và trong năng lượng thuộc tính. Khi thuộc tính tương sinh, thì uy năng tăng lên gấp đôi, mà sau khi ba loại thuộc tính dùng hợp với nhau thì uy năng lại một lần nữa tăng lên gấp đôi và sau khi uy năng tăng thêm gấp đôi thì giống như một nhân hai thành hai vậy bây giờ hai nhân với hai là bốn. Dung hợp ba loại thuộc tính uy năng của thời không lào ngục so với trước còn mạnh hơn gấp bốn lần. Dung hợp hai chủng loại thuộc tính khác nhau lục tiêu du mất tám năm mới có thể làm được. Dung hợp ba chủng loại thuộc tính thì mất 16 sáu năm tới năm thứ hai mười tám lục tiêu du mới có thể dung hợp được bốn loại thuộc tính vào làm một thể. Thời gian 28 năm này, tu vi của Lục Thiếu Du không có tiến bộ, thế nhưng thời gian cũng không lãng phí một cách vô ích. Lục Thiếu Du lần nữa dùng hợp thuộc tính thổ, uy năng đã tăng lên mức khủng bố, cấp 8 lần trước đó. Uy năng của thời không lao ngục tăng lên 8 lần, trình độ kinh khủng tới nhường nào. Uy năng trọng điệp trên nhau, tiêu hào của Lục Thiếu Du cũng tăng lên theo cấp số nhân. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng rồi đánh xuống một trường về phía xa xa, sắc mặt hắn cũng lập tức tái nhợt. Tiếng quát của Lục Tiêu Du vừa dứt, thời không lao ngục thuộc tính thổ hùng hăng lan tràn, hư ảnh Huyền Vũ nộ dưới uy năng khủng bố của thời không lao ngục lập tức bị chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành một cơn lốc khủng bố khuếch tán về bốn phía. Hư ảnh Huyền Vũ nộ trực tiếp bị xé rách, giống như quang mang bao phủ không gian mấy ngàn thước chung quanh. Phía dưới không trung giống như sơn bằng địa điện, một cỗ năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất khiến cho cả không gian to lớn dưới cỗ năng lượng này mà bắt đầu trở nên vặn vẹo trên bản thể khổng lồ của huyền tích bây giờ lập tức có máu tươi phun ra khí thế lập tức giảm sút mà trong chớp mắt này thời không lao ngục thuộc tính thổ dùng xu tế như sấm xét bao phủ huyền tích ở trong thời không lao ngục thuộc tính thổ bản thể khổng lồ của huyền tích như bị đông cứng trong không gian ở trong không gian thuộc tính này, có một cỗ lực lượng trói buộc cực lớn khiến cho thân thể của hắn bị đồng cứng lại, khó có thể nhúc nhích. Mặt khác, còn có lực lượng không gian, công kích linh hồn ở bên trong. Trong lúc nhất thời bị trọng thương, cùng lúc đó, chân khí dưới chân của lục thiêu du chợt lé, bàn chân đạp mạnh hư không, thân thể giống như quỷ mị, trong chớp mắt xuất hiện ở bên trong, thời không lao ngục, rồi đạp xuống trên mai rùa của huyền tích phía trên mái rùa của huyền tích trường bào trên người lục thiếu du run lên chắp tay đứng thẳng toàn thân được quang mang màu vàng bao phủ khí tức khiến cho lòng người rung động huyền tích cảm nhận được lục thiếu du đáp xuống lưng của mình lập tức trít gào dãy ruộng một cỗ khí tức mênh mông đột nhìn quét tán ra bốn phía thế nhưng lại bị thời không lào ngục thuộc tính thổ ngăn cản cho dù huyền tích có phản kháng như thế nào thì vẫn không thể rung chuyển được huyền vũ hoàng tộc cũng chỉ có vậy mà thôi Giữa không trung, Lục Thiêu Du đạp lên bàn tề của huyền tích, hàn ý trong mắt bắn ra, khí thế tràn ngập thiền địa. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Thiêu Du, trong lòng không khỏi phát run. Ai cũng thật không ngờ, thực lực của Lục Thiêu Du này lại áp chế huyền tích trưởng đáo. Đại địa vô ảnh cước xuống cho ta. Thanh âm của Lục Thiêu Du vang lên, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bàn chân phải của hắn hung hăng đạp vào trên mài rùa của huyền tích. Bàn chân phối hợp với thời không đào ngục, thuộc tính thổ một cỗ lực lượng cực lớn ập xuống trùng điểm rút vào trong mai rùa huyền tích mọi người trung động dưới một cước này của lục tiêu du bản thể khổng lồ của huyền tích từ trên cao rơi xuống thân thể giống như đụng nát không gian đập vào một ngọn núi phía dưới từng thanh âm bảo liệt lớn vang lên khiến cho mảng nghĩ mọi người đau đớn ngọn núi cao phía trước trực tiếp bị phá hủy đất trùng núi chuyển đa vụn bắn ra cách đó mấy vạn mét cả ngọn núi nổ tung, bản thể khổng lồ của huyền tích trực tiếp đập tan đỉnh núi xuống tây giữa ngọn núi. Máu tươi trong miệng huyền tích hóa thành một cơn mưa máu, điên cuồng phun ra. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh sơn mạch lớn, khí tức cũng suy yếu tới mức tận cùng. Thân thể khổng lồ dưới một cước của lục tiêu du, sau khi phá tan hơn nửa ngọn núi, rốt cuộc cũng không thể động đậy được nữa. Giữa không trung, vô số người hít sông một hơi khí lạnh. Cảnh này vượt quá sự dự đoán của tất cả mọi người không có ai ngờ tới sẽ có kết cục như vậy. Một người có tu vi bát sai hậu kỳ như huyền tích trưởng não đủ để đối phó với tồn cấp bát trọng của nhân loại. Thế nhưng, trước mặt vũ tôn tứ trọng như lục tiêu du lại giống như không chịu nổi một kích. Mà tất cả mọi người đều rõ ràng, lục tiêu du còn chưa thúc giục một kiện thần khí nào mà trực tiếp trả đạp huyền tích trưởng não. Huyền vũ hoàng tộc nổi danh về lực phòng ngự mạnh mẽ nhất đại lục. Thế nhưng, không ngờ mạnh mẽ như huyền tích trưởng lão lại bị lục tiêu du kia hùng hăng trả đạp như vậy. Lục tiêu du này sao lại mạnh như vậy? Trong đám người, huyền doanh nhìn về phía trước, ánh mắt không thể tìm được. Hơn một năm trước, nàng đã giao thủ qua với lục tiêu du. Thực lực của lục tiêu du này rõ ràng còn chưa kinh khủng như vậy. Hơn một năm trước, nàng cũng lưu tình cho hắn. Chẳng lẽ người này cũng nhẹ tay với nàng sao? Bằng không, làm sao trong vòng một năm, thực lực của hắn cũng không có khả năng tăng mạnh đến như vậy cơ hồ tất cả ánh mắt phía dưới đều rung động. Lục tiêu Du này cường hãn tới mức khiến cho tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Trong mắt của Bạch Linh lúc này cũng cực kỳ rung động. Thực lực của huyền tích trưởng đảo này vô cùng là cường hãn, đặc biệt còn thúc giục thiền phúc công kích. Cho dù nàng đem hết toàn lực, sợ rằng cũng phải lưỡng bại cầu thường, thậm chí nàng còn yếu thế hơn một chút. Không ngờ, thực lực của Lục Thiêu Du lại mạnh mẽ tới như vậy. Tư vi của hắn không tăng lên một chút nào, vẫn là vũ tồn tứ trọng. ca ca thật mạnh, lục tâm đồng nắm chặt tay, tương lực của ca ca lúc này cũng khiến cho nàng rùng động cùng với mừng rỡ. Về phần đám người thiên động yêu lòng, mặc lang, thiên sĩ tuyết sư thì đã sớm rung động tới mức há hốc mồm. Đáng chết, mau thảo huyền tích trường lão ra. Trong đám trường lão huyền vũ nhất tộc, rung động qua đi. Vô số trưởng lão nhìn lục tiêu du rồi hét lớn. Đường đương là một trưởng đáo có tù vị bát dài hậu kỳ của huyền vũ nhất tộc, thế nhưng hiện tại lại bị lục tiêu du dẫm ở dưới chân. Chuyện này khiến cho vô số trưởng lão tức giận. Tại sao ta phải thả? Lục tiêu du đạp mai rùa của huyền tích, quay miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo. Nhân loại, người dám không thả ư. Huyền vũ hoàng tộc ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Một lão giả mặc hoàng bào nhảy ra, khí tức quanh thần chấn động, trực tiếp khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh lắc lư, một cội yêu hoàng khí trong lúc vô hình bao phủ về phía Lục Thiêu Du. Người này chính là Tam trưởng lão của Huyền Vũ nhất tộc. Lục Tiêu Du nhìn qua, dưới sự dò xét của hắn, Lục Tiêu Du cũng biết người này chính là cường giả tuyệt đối so với Huyền Tích còn cường hãn hơn nhiều, thậm chí dưới cỗ khí tức của hắn, bản thân Lục Thiêu Du còn cảm thấy run sợ. Cũng mà yêu hoàng khí của đối phương không mạnh tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với lục tiêu Du nghiền nát ta thành trò bụi sao? Vậy thì ta cũng phải kéo theo mấy cái đệm lửng nữa. Lão rùa già như huyền tích này chính là kẻ thứ nhất. Nếu như không tin, người cứ thử xem, nhìn xem ta có dám làm hay không. Thanh âm của lục tiêu du vừa dứt, bàn chân đạp huyền tích, hàn ý ngập trời trong mắt bắn ra. Cùng với đó là sát ý ngập trời, khí thế tràn ngập thiền địa. Không thể không thừa nhận, người có chút thực lực, thế nhưng cũng bởi vì như vậy, mà ngươi muốn hung hăng càn quấy ở trong huyền vũ nhất tộc thì quả thực đã quá coi trọng mình rồi. Ta đếm tới bà, nếu như cười không thả huyền tích trưởng lão thì ta sẽ lập tức giết người. Tam trưởng lão lên tiếng, không gian quanh thân trong lúc vô hình bắt đầu vặn vẹo, miệng từ từ đếm. Một, hai, đếm cái rắm gì? Tân ảnh tiểu lòng lăng không tiến lên, thân thể đạp lên đường huyền tích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tam trưởng lão rồi nói. Ta giết một người, người đoán thử xem ta có dám giết thêm một người nữa hay không. Các người đừng có chọc tức ta, chọc tức ta, lão lòng ta rất tức giận đấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.